Từ Đà Nẵng, ngày 14 tháng 8 năm 2020. Đây là lá thư và quà của cháu Trần Đức Nhân gửi đến tổ phòng chống dịch khu dân cư phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng. Hôm nay mẹ con nấu thịt vịt chú ăn để có sức khỏe mới chống dịch. Bố con là bộ đội phải đi chống dịch nên 20 ngày nay con không được gặp bố. Mong sao dịch mau qua để được gặp bố. Đó không chỉ là ước mong của cậu bé Nhân. Từ huyện Đại Lộc, Quảng Nam. Bức thư viết tay đầy xúc động của cô trò nhỏ lớp 3 Lương Nguyễn Ngọc Quý gửi bố là cán bộ thuộc Ban Chỉ huy quân sự huyện Đại Lộc, Quảng Nam đang làm nhiệm vụ ở khu cách ly đã hơn một tháng nay. Ba ơi, con nhớ ba nhiều lắm. Con xem thời sự trên TV thấy tình hình dịch bệnh ngày càng căng. Ba nhớ đeo khẩu trang, sát khuẩn và giữ gìn sức khỏe, làm việc ba nhé. Ba là nhận được thư của con gái, ba rất xúc động và ba rất cảm ơn con gái đã dành cái tình cảm như vậy cho ba. Ba hãy chăm sóc cho mọi người tốt nha. Ba yên tâm đi, chúng con và mẹ luôn ở bên cạnh ba, cổ vũ tinh thần cho ba. Ba ơi, cố lên! Qua thầy của con gái, bà cũng đã gửi lời đến mọi người. Chẳng qua là mình cũng được cái may mắn như thế này thôi. Chứ còn tất cả anh em cũng đều vất vả như vậy thôi. Ai cũng như vậy chứ không biết gì mình đâu. Những dòng chữ nắn nót, những lời nhắn nhủ yêu thương, tất cả như tiếp thêm sức mạnh cho những người đang gồng mình ở tuyến đầu chống dịch. Mọi chuyện rồi sẽ ổn.